chợ đầu mối Thủ Đức, 11 giờ đêm 21 tháng 2 năm 2020. Đèn điện sáng trưng, xe tải lớn nhỏ, xe ba bánh tấp nập ra vào. Hàng hóa lên xuống kéo đẩy nhộn nhịp. Tiếng kêu tránh ra dẹp đường ý ới. Hầu hết các mặt hàng nông sản từ rau củ quả đến bông hoa có đủ. Tuy nhiên, theo một nhân viên trong đội bảo vệ là người của ban quản lý chợ hướng dẫn chúng tôi, thì cảnh sôi động như trên chỉ mới diễn ra trong đêm nay, trong phiên chợ cúng, chứ trước đó thì vắng nhiều. Chợ cúng, theo cách giải thích ở đây, là phiên chợ giáp những ngày 14, 15, 30, mùng 1 âm lịch hàng tháng. Đây là thời điểm nhiều người dân cúng rằm mùng 1 nên nhu cầu mua hàng tăng mạnh. Do vậy, đêm nay là một đêm trăng tròn của chợ. Rất nhiệt tình, người của ban quản lý chợ đưa chúng tôi đi thực tế và không ngừng giới thiệu từng nơi đến. Chợ Thủ Đức là một trong ba chợ đầu mối lớn của thành phố Hồ Chí Minh, rộng trên 20 hecta, chuyên về nông sản. Chợ được quy hoạch khá bài bản cho từng ngành hàng riêng biệt như rau, hoa, củ, quả. Hàng hóa ở đây khá phong phú, đến từ khắp mọi miền đất nước như Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, miền Bắc, miền Trung và có cả hàng nhập từ châu Âu, Mỹ. Chợ được xây dựng cách đây hơn 15 năm theo chủ trương của thành phố Hồ Chí Minh. Khi chưa có dịch, mỗi đêm có trên 3.500 tấn nông sản được tập kết về đây rồi phân phối đi nhiều nơi. Riêng những ngày giáp Tết, lượng hàng về tăng gấp đôi. Từ việc mua bán sỉ đó, thông qua chợ đầu mối đã hình thành nên những chuỗi kết nối tiêu thụ nông sản bền vững, giúp nhà vườn, nông dân nhiều nơi trong cả nước lập kế hoạch trồng trọt, sản xuất ổn định, an toàn. Chợ đầu mối Thủ Đức từ lâu cũng được biết đến là nơi bán, phân phối nhiều mặt hàng từ Trung Quốc như trái cây, rau củ, hành tỏi. Sau khi dịch Covid-19 bùng phát tại Vũ Hán, Hồ Bắc, các cửa khẩu bị đóng, nông sản Trung Quốc cũng bị đứt hàng. Tuy nhiên, do sức mua chậm, hàng Việt cung nhiều nên không xảy ra tình trạng khủng hoảng thiếu. Mấy ngày gần đây, khi các cửa khẩu phía Bắc giữa Việt Nam và Trung Quốc như Hữu Nghị, Tân Thanh hé mở, với sự uyển chuyển của thương lái và tài xế hai bên, thì hàng Trung Quốc đi đường bộ bắt đầu về lại, cùng với đó là hàng đi bằng đường biển, hành tỏi, trái cây các loại cũng đủ mặt như xưa, nhưng cũng như hàng Việt bán ra chậm. Điều đáng ghi nhận ở đây là tính minh bạch, đâu là hàng Trung Quốc, đâu là hàng Việt, đâu là hàng Mỹ, đều được các tiểu thương chủ quầy công khai giới thiệu. So với trước thì nếu còn bao nhiêu phần trăm thì bữa nay cái này nó chậm đó, cái gì cũng có thế, cái này giá nó bị xuống luôn, giá thì cũng bình thường thôi. Cái này tỉnh nào về địa phương nào? Đó, này hàng Trung Quốc, còn cái này hàng Hải Dương còn cái này Sóc Trăng, điểm Sóc Trăng. Theo quan sát của chúng tôi trong chuyến đi chợ đêm này, hai mặt hàng trưng chợ nhiều nhất là thanh long và bưởi. Trông rất bắt mắt, hấp dẫn, nhưng theo các chủ quầy thì sức mua rất yếu. Một ông chủ hàng bưởi cho biết, từ ngày thông tin dịch bệnh bùng phát, lượng hàng bán ra giảm cái rột, nên cầm chừng, bán đến đâu lấy hàng đến đó, chứ không còn nhận từng xe như trước. Nhìn những giỏ bưởi da xanh trái nào cũng vài ba ký. Ông nói, loại này hôm Tết gần cả 100.000 một ký, ngày thường trên 50.
nay chỉ còn 20 mà không có người mua. Nếu hôm nay không bán được, để vài ngày nữa coi như bỏ. Theo các số liệu thống kê, trong những ngày thông tin về dịch bệnh nóng bỏng, lượng hàng về chợ đầu mối Thủ Đức hàng ngày nói chung giảm từ 500 đến 700 tấn so với bình thường, nhưng chủng loại thì vẫn đảm bảo. Tại khu chợ hoa, rất nhiều loại, nhiều màu được sắp xếp trưng bày khá bắt mắt. Ai đến lần đầu chắc cũng phải dừng lại chụp hình. Hoa thì rất tươi, nhưng ẩn trong ánh mắt của những tiểu thương là những nét đượm buồn. Bao nhiêu phần trăm so với trước đây? Nói chung là nó vắng không nhiều lắm. Bán giết thì ế ẩm luôn á. Giết người ta đâu dám ra đường đâu. Cấm gì nè. Chợ vắng. Giá có bị giảm không? Giảm chứ, giảm nhiều lắm. Rẻ, bông rẻ thì người ta trả rẻ dữ lắm. Bông rẻ thấy chứ người ta chợ người ta biết chỉ là rẻ dữ lắm. Không có giống nhiều lắm. Là Đà Lạt gì? Đà Lạt về. Nghĩ đồng tiền vậy mà có 20 ngàn bó nữa. Dễ nha không? Bình thường là mấy chục ngàn. Bình thường là nhiêu? Bình thường á, Tết á thì 7, 8, 9 chục. Còn ngày thường thì 4 chục, 5 chục. Tùy theo, bán hút. Còn giờ có 20 ngàn, ta còn đã tới đã lui á. Mong cho nó mau hết. Muốn gì cúm gì đó. Cho qua cho người ta đi chợ mua bông rồi nhiều nhiều. Cho có giá một chút. Rẻ quá. Chúng tôi rời chợ Thủ Đức khi đêm đã qua ngày mới. Chợ vẫn đang nhộn nhịp, tiểu thương, người vẫn đang thoang thoát đều tay nhận hàng, cắt tỉa, phân loại, xếp giỏ, đóng thùng. Từ đây về sáng sẽ là thời gian bán, giao hàng, nhận tiền. Vòng xoay nhận và giao chỉ trong một đêm, nhưng chợ đầu mối đã giúp hình thành và giải quyết cả một chuỗi từ trồng trọt, cung ứng, phân phối đến tiêu thụ sản phẩm, giải quyết việc làm đáng kể cho một bộ phận dân cư. Cùng với người dân khắp nơi, những tiểu thương ở đây cầu mong cho dịch bệnh sớm qua mau, để đời chợ, nhịp chợ trở lại bình thường, giúp họ cũng như nhà nông, nhà vườn, người sản xuất, cũng như những người sống đời với chợ mua bán, làm ăn, kiếm đồng ra đồng vô, ổn định cuộc sống.